làm ở đây là được hơn chục năm. Nên đây thì công việc ở trên này thì là chăm sóc, quét dọn, để lau chùi các phần mộ các liệt sĩ. Mọi người hỏi tôi là thế chị làm ở đâu thì tôi vẫn bảo là tôi làm ở nghĩa trang liệt sĩ Hà Nội. Không có gì mà bảo phải ngại về công việc, về nghề nghiệp của mình cả. Bởi vì khi được về đây làm việc, công tác ở đây và chăm sóc các phần mộ các liệt sĩ thì cảm thấy là rất là tự hào với nghề của mình đã chọn. Nghĩa trang liệt sĩ Nhồn nằm trên địa bàn phường Tây Tự, quận Bắc Từ Liêm, do Ban Phục vụ lễ tang Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội quản lý. Nghĩa trang được xây dựng từ những năm 1950. Hiện có hơn 2.000 ngôi mộ liệt sĩ. Đã thành thói quen, nói đúng hơn là thành lễ nghĩa của những người cán bộ quản trang ở đây. Trước khi bắt đầu công việc của mình, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn dành chút thời gian để thắp hương trên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, như một sự biết ơn, một sự tri ân và cũng là nhắc nhớ bản thân cố gắng hơn mỗi ngày. Hôm nay, đúng ngày mùng 1, anh chị em cán bộ đến làm việc sớm hơn ngày bình thường, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ. Có 7 cán bộ, nhưng phải đảm bảo cảnh quan môi trường khuôn viên nghĩa trang với hơn 2.000 phần mộ liệt sĩ. Đơn vị hiện giờ hiện nay là có 7 anh em cán bộ công nhân viên công chăm sóc, trông nom chăm sóc các phần mộ hàng ngày. Ở đây thì đầu tiên là sáng ngày ra thì phân công anh em tổng vệ sinh, lau nhà, phòng khách, bàn ghế, quét sân, trông xe. Còn đồng chí Dung, đồng chí Hoa thì cả thùng rác vệ sinh kỳ đài ra nhà tưởng niệm thùng rác. Đấy là trong công việc buổi sáng nay chúng ta triển khai. Công việc tưởng chừng như đơn giản là quét dọn, vệ sinh ở các khu phần mộ, cắt cây, tỉa cành. Nhưng số lượng người ít mà diện tích và số lượng mộ lại lớn, nên anh chị em cũng khá vất vả. Có nhiều việc lắm. Lúc thì đi quét, lúc thì đi nhổ cỏ, lúc thì lau chùi, lúc thì nói chung là do công việc làm hàng ngày nó đã quen như thế rồi. Nên anh em cố gắng, thời tiết nắng quá thì anh em sẽ làm sớm hơn. Đấy. Và để nghỉ muộn hơn buổi chiều. Nhiều việc nhất là vào cái dịp 27 tháng 7 thì cái tháng 6 ấy là sẽ phải, anh em sẽ phải đi sớm, về muộn và cố gắng để hoàn thành công việc. Để sang 27 tháng 7 để anh em có vậy là chuẩn bị cái ngày kỷ niệm 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ mà. Thì nên là anh em là phải tháng 6 làm, phải sang tháng 7 nữa để cho cố gắng cho hoàn thành công việc. Và cái dịp mà gần Tết nữa. Đấy. Và những ngày lễ, ví dụ như là ngày 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, mùng 2 tháng 9, những cái ngày là anh em cũng đều phải là làm việc cố gắng lên. Ngoài việc đảm bảo vệ sinh các phần mộ ở đây, mỗi anh chị em đều phải kiêm nhiệm thêm các công việc khác. Người thì làm bảo vệ, người thì hỗ trợ người dân làm thủ tục tang lễ, hỏa táng cho người mất. Lúc đón liệt sĩ về, họ còn phải kiêm nhiệm lo phần mộ cho các anh. Công việc của anh em thì thường xuyên là chăm sóc, lau chùi, quét dọn. Có mộ nhập về thì anh em lại đào hố huyệt để xây mộ cho các liệt sĩ. Cái tâm của anh em làm việc ở đây để phục vụ các bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng như anh hùng liệt sĩ thì con người lao động là phải luôn có ý thức, trách nhiệm trong mọi công việc được giao. Dù vất vả, nhưng các anh chị em vẫn đều coi đây là công việc đầy tự hào, ý nghĩa đối với họ. Tôi thì vào đây từ năm 2014, thì đến nay thì là cũng là 8 năm. Làm công tác thì là chăm sóc mộ,
và kiêm nghiệm thêm phần ký hợp đồng đi hỏa táng cho người dân ở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Về cái công việc chăm sóc mộ, nhưng mà tôi thì khi mà được vào đây để làm ở đây thì cũng rất nhất là cũng rất là vinh dự là được chăm sóc các phần mộ liệt sĩ ở đây. Thì dần dần lúc ban đầu thì tôi cũng tâm lý cũng sợ, nhưng dần thì tôi quen và các anh hùng liệt sĩ ở đây gần như là người thân, và mình thay cho gia đình chăm sóc các phần mộ các bác ở đây hàng ngày, tôi cảm thấy là nó cái tâm lý nó tốt lên và cảm thấy như là được thoải mái về cái mặt tinh thần rất là nhiều. Phải là những người yêu nghề, tự hào với công việc quản trang mới có thể gắn bó lâu dài với công việc này. Với mỗi người, khi chọn cho mình một nghề để gắn bó, đều có những lý do riêng. Nhưng với những người quản trang, thì đó chính là sự tri ân, lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Thông tôi thì tôi nghĩ là đã con chắc là nghề chọn mình đấy. Bởi vì là khi tôi vào đây làm công việc thì tôi cảm thấy không có gì, là mới đầu thì ra thì cũng nhìn thấy cũng phần mộ cũng hơi sợ sợ, nhưng sau đấy khi quen dần với công việc thì tôi lại thấy bình thường. Làm mình vào đây làm tức là mình phải có kiểu như là cái tâm cứ là với các liệt sĩ này để chăm sóc các phần mộ cũng như phần mộ cha mẹ mình ở nhà. Người dân khi đến nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, thấy được cảnh quan môi trường ở đây, thấy được sự tận tụy, nhiệt huyết của mỗi người cán bộ quản trang, họ cũng cảm thấy rất hài lòng. Đến với nghĩa trang liệt sĩ Nhổn đây, từ ngày mà được chuyển về thành phố Hà Nội quản lý thì có nâng cấp lên rất là khang trang, và có đội ngũ cán bộ công nhân viên ở đây trông nom quản lý rất là chu đáo. Phần mộ của các anh hùng liệt sĩ lúc nào cũng sáng sủa khang trang, rồi là cảnh quan thì cây cối rất là đầy đủ mát, và có một cái rất là linh thiêng. Gắn bó với công việc ở đây, đã có rất nhiều câu chuyện cảm động đã trở thành những kỷ niệm không quên của những người cán bộ nghĩa trang. Và chính những câu chuyện ấy khiến họ thêm yêu nghề và gắn bó hơn với công việc này. Mà các liệt sĩ mới đưa về ấy, thì người ta có gia đình rồi ấy, thì khi mà người ta đã hy sinh như thế là con rất là nhỏ. Thậm chí có liệt sĩ vợ đang mang thai, rồi có liệt sĩ thì con đang bồng ngửa trên tay, thì tôi cảm thấy là mình rất là cảm động, rất là thương. Vì là khi liệt sĩ hy sinh thì con còn quá bé mà nó mất mát đi một người vợ trẻ mà phải vừa làm bố vừa làm mẹ, thì tôi cảm thấy là rất là thương. Mà cứ mỗi lần mà nghĩ đến ấy, thì tôi cứ hay bị khóc chảy nước mắt ấy. Thì tôi rất là cảm động vì khi mình rất là tự hào là mình vẫn đang còn được
sống, mình được lo cho gia đình và mình được lo chăm chút một góp một phần công sức nhỏ bé của mình để chăm sóc các liệt sĩ ở đây thay cho các người thân thì tôi rất là tự hào. Tôi lấy làm ở đâu đấy? Em á, đi ở chỗ Kỳ Đài. C7, C8. Chọn Nam Bộ ở Đà Nghĩa. Nhặt hoa vỡ, lọ hoa vỡ. Thấy là chuối à? Gần nhà vệ sinh. Anh ngồi uống nước đi. Hôm nay 38 độ. Nóng nhá. Nói chung là nắng thì anh em mình cố gắng. Hôm trước mình cắt cái cây ở trên nóc mộ này, cây nó chớm lại đẹp. Này phục vụ 27 tháng 7. Cắt tỉa nhìn gọn gàng nhỉ. Gọn gàng nó sạch sẽ, mộ nhìn xuống. Mọi người đi xuống thắp hương nhìn thấy sạch sẽ. 2 tháng 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 2 tháng